phí thị trường nó lên thôi. Tôi mà cho nó thôi. Nguyên tắc số đẹp kia. Vâng, chúng ta sẽ đến với game thứ tư giữa Siren và Kinzua. Và Siren đã đi scout ở cái vị trí cùng ở phía trên với mình. Chúng ta có thể để ý là cái map này thì có tới 4 vị trí spawn. Và thông thường thì ít người lựa chọn những map như này. Rất là lãng phí một cái map đẹp như thế này. Cái nhà ga là ngôi sao ba cánh, rất là đẹp. Hai bên ở vị trí chéo nhau. Siren ở góc trên cùng bên tay trái, còn ở góc dưới bên tay phải là Kizua. Kizua đang dẫn với tỷ số 2-1. Nếu như bạn nào không để ý từ nãy đến giờ, chỉ còn một cách một game nữa thôi là Kizua sẽ giành được phần thắng. Mỏ 2 cũng được đặt xuống rất là sớm cho Z chúng ta. Và khi một cái map rộng này có lẽ là Siren cũng sẽ next first. Vâng, và mỏ 2, đường vào mỏ 2 khá là bé. Một cái con probe đang đứng ở vị trí khá là ẩn sau nhà của Kizua. Lần này thì Kizua ăn ga rồi. Và có vẻ như là Siren vừa giấu một probe ở trong nhà của Kizua. Vâng, đứng rất rất kỹ. Và có vẻ như là Kizua vẫn chưa phát hiện ra. Không hiểu là không hiểu anh ấy có ý đồ gì với ba con drone đang rất tích cực ăn ga này. Chỉ cần probe của Siren đi di chuyển xuống dưới thôi là có thể nhìn thấy hết tất cả mọi thứ. Có vẻ như là một pha rớt Zerling Speed hay là Bannerling đây. Watch Mass Watch. Em rất muốn được thấy một pha Bannerling Bird. Tuy nhiên là Bannerling Bird ở ZVP thì khá là khó, vì unit của Protoss khá là, rất là khỏe. Không, chủ yếu là Bird lấy cái đường vào mỏ 2 là chính thôi. Chứ còn không quan trọng là nó khỏe hay không. Unit như thế nào kệ thôi. Chỉ cần số lượng Zerling mỗi Bannerling là nổ gây 80 đam lên công trình. Oh, Overlord của Kinzua đã nhìn thấy probe rồi. Siren. Probe của Siren rồi, Zerling sẽ tiêu diệt con probe này. Và bị bao vây hoàn toàn luôn. Siren rất lãng phí, anh ấy không phát hiện ra. Không thể biết được rằng đối phương ăn ga nhiều như thế này. Quá nhiều ga này thì ý đồ gì? Biết rồi. Ý đồ gì đây? Không hề. Speed cho Zerling được nâng cấp rồi. Vâng, xem một pha rush Zerling. Speedling. Và cái đường wall của Siren đang có một vị trí hở. Ở phía mé bên tay phải. Liệu có tận dụng được hay không? Và đồng thời cái toàn bộ cái mỏ 2 này cũng đang là một cái chỗ gọi là auto seed pylon đấy. Chỉ một pylon cung cấp điện cho cả 4 công trình. Sẽ rất nguy hiểm cho Siren nếu như Kinzua. Nhưng không, Kizua dùng Speedling để phòng thủ thôi. Mỏ 3 đặt xuống cho anh ấy rồi. Vị trí đặt mỏ 3 cũng khá là ảo. Khi mà anh ấy rất tự tin. Đặt ở vị trí ngay chính giữa. Zerling đã chạy được vào trong nhà của Siren. Và đang đã có Link Speed rồi. Và đang nhưng đã có Stalker ở đây. Vâng, một tên được một probe. Một Zerling đổi một probe. Cũng là nói chung cũng là thành công. Thực ra là anh ấy đã mất hà một Zerling từ trước. Và gặp con nào là cũng là cân bằng thôi. Thêm một pylon nữa để phòng chống hiểm họa Atoship pylon. Hiện giờ thì Kizua kiểm soát bản đồ với hai Zerling chiếm hai Sanoga Tower rất là xuất sắc. Anh đã phát hiện ra Stalker đang di chuyển đến nơi rồi. Stalker của Siren đang chạy thẳng đến đường đến mỏ 2. 6 Speedling. Speedling tốc độ cao như thế này có lẽ là con Stalker không chạy nổi rồi. Tốc độ vô cùng cao.
một Phoenix đã xuất hiện cho Protoss. Siren lần này lại open bằng Stargate, đồng thời anh ấy xây Robotic Facility cho mình. Ý đồ tech rất là nặng. Hỏa ba đi vào hoạt động. Thông thường thì em thấy thì thường là khi mổ ba hoàn thành thì cũng đã có đủ ba queen rồi, nhưng mà lần này Kizua hơi chậm về việc đẻ nữ hoàng này thì phải. Có lẽ là Kerrigan không cho phép đẻ nhiều như thế, nhiều queen quá thì quyền. Kizua đã có nhà Hydralisk đen. Nhưng mà không hiểu tại sao anh ấy đã nhìn thấy Phoenix của đối phương rồi, nhưng mà cái từ anh ấy lên Hydralisk đen từ trước rồi. Ba Phoenix ở đây đã có một score được xây. Phoenix và bắt đầu tiêu diệt drone đây, có lẽ tiêu diệt 6 drone, một queen đã xuất hiện. Queen ra và tức là Phoenix đã bay đi. Mới chỉ tiêu diệt có 4 Phoenix rồi, 4 drone mà thôi. Và một Phoenix thì đang cố gắng tiêu diệt một chú Overseer của Kinzua. Overseer này có tốc độ bay khá là nhanh, tuy nhiên cũng không thể nhanh bằng Phoenix được. Lại thêm 3 Phoenix hỗ trợ nữa thì chạy đi đâu đây. Tuy nhiên là 3 Phoenix đã quên mất rồi. Protoss thì không nên bấm tự động bắn vào đối không hiểu sao anh lại bỏ rơi con một đợt tấn công phía ngoài. Có lẽ là đây là chính là lý do mà Phoenix của Siren bỏ quên con Overseer này không đuổi tiếp. Bây giờ thì mỏ 3 còn trên linh. Anh định ăn mỏ 3 sao? Siren định ăn mỏ 3. Có một trên linh của Kizua đang đi theo con Immortal của đối thủ và đã phát hiện đối thủ ăn mỏ 3. Bây giờ thì có thêm cả 4 Phoenix thì đang cố gắng kiểm soát bản đồ. Kiểm làm sao đây khi mà Hira đã xuất hiện? Vâng, bắn rất nhanh, rất là đau. Một Phoenix đã bị nổ. Và liệu chúng ta sẽ có thấy cái kịch bản như game đầu tiên hay không? Siren đang bị supply kíp. Tuy nhiên là đây chúng ta lại được thấy rồi, lại thấy Colo với upgrade bắn xa. Nhưng mà lần này sẽ khác, bởi vì lần này giống thôi, tại vì Kinzua đang lên nhà spy. Không biết lần này thì Siren có rút kinh nghiệm từ game đấu thứ nhất hay không. Vô cùng giống. Theo em thấy thì anh ấy vẫn đang train ra Void Ray cho mình. Anh ấy cần phải train thêm nhiều, thật nhiều Phoenix. Một pha Hira đã tấn công gây áp Hira và Zerling. Immortal tỏ ra không hiệu quả trước Zerling và Hira. Tuy nhiên là Hira của Kinzua quyết định tấn công thẳng vào mỏ 2. Zerling có một pha run by hay không? Có thể run by. Có Colo rồi. Colo đã xuất hiện rồi. Zerling tiêu diệt rất là nhanh. Một pha slow gây làm chậm rất là hiệu quả. Như là Siren đã mất nhà Fox. Mà mất khả năng nâng cấp rồi. Anh lại mất nhà Fox và như vậy là về việc nâng cấp sẽ chậm hơn so với Kinzua. Không, nhưng mà hiện tại thì Kinzua chưa có upgrade cộng 2. Vâng, bây giờ mới bắt đầu, như vậy là sẽ sớm hơn một chút. Từ phía Protoss thì đã hoàn thành cộng 1 tấn công rồi. Nhưng mà tại thời điểm hiện tại thì hai bên sẽ đang là cân bằng. Cân bằng về mỏ. Lúc này đang cân bằng về mỏ. Tuy nhiên là nếu như cân bằng về mỏ thì Protoss vẫn có lợi thế hơn. 14 Mutalik đang xuất hiện. Lại giống chiến thuật, lại giống build của game thứ nhất rồi. Lúc này thì Siren sẽ có cái nhà để chống trả ở đây. Khi mà anh ta có quá ít Sparker. Rất tích cực thêm Phoenix cho mình, cần có thêm Phoenix cho mình. Tuy nhiên là Phoenix mà đối đầu với cả Muta thì phải mix rất là mệt đấy. Mệt nhưng Blizzard đã búp cho rất là nhiều rồi, nếu mà không đối đầu được nữa thì thôi đấy. Búp cho tầm bắn vô cùng xa rồi. Phoenix lại đang lao vào như thiêu thân ở mỏ 3, may là vẫn còn giữ được. Còn giữ được 3 con này. Tầm nhìn từ tầm 1 của mình. Mà Zerling đã tràn vào mỏ 3, tuy nhiên đã gặp phản kháng của Canon. Từ tầm nhìn của Siren vẫn chưa nhìn thấy một con Muta nào. Thấy một Muta rồi. Muta đã tràn vào mỏ 2. Bây giờ mới thấy là quá muộn rồi. Quá muộn rồi, rất nhiều Muta đã tiêu diệt được Probe.
Vâng, 15 rốt rốt rồi. 16, 18, 19, 20. Toàn bộ rốt 1, 2. Không chạy, không một con rốt nào chạy đi đâu cả. Ứng ấy chờ chết. Bây giờ chúng ta học nó. Vâng, rất nhiều mỏ 1. Bây giờ thì... Thảm họa rồi. Bây giờ thì mới có 3 Phoenix. Để làm gì đây? 3 Phoenix lao vào hỗ trợ tiêu diệt. Ồ, rất hay khi mà Kizua cho rằng là đối phương nếu mà trên được nhiều Phoenix thì sẽ counter lại Muta của mình. Nên là anh ấy đã focus ngay vào nhà Stargate. Nhưng 1 Stargate nữa đã hoàn thành rồi. 2 Stargate nữa đã hoàn thành rồi. Tuy nhiên là số lượng probe của Siren mất khá là nhiều, 27 con. Bây giờ thì là một đợt tấn công của một. Tuy nhiên là có 3 colo ở đây rồi và một bữa thịt nướng. 3 Nerling. Có vẻ không đủ rồi. Hút kem cho Kinzua. Kinzua đang có GG. Vâng. Và chỉ quấn vô cùng hiệu quả khi mà Muta vào main bay thì rất nhiều stalker bắn.